Vòng chung kết giải bóng đá U19 quốc gia 2017 đang diễn ra sôi động tại Quy Nhơn, Bình Định. Đây là sự kiện bóng đá trẻ quan trọng bậc nhất, mang tính chiến lược cho việc tuyển chọn lực lượng tham gia giải U19 Đông Nam Á 2017 sẽ diễn ra vào tháng 9 tại Myanmar, vòng loại giải U19 châu Á 2018. Theo yêu cầu từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, các cầu thủ dự giải phải sinh sau ngày 1 tháng 1 1999. Vì vậy, để đảm bảo quân số dự vòng chung kết U19 quốc gia, toàn bộ 8 đội bóng đều phải tăng cường lứa cầu thủ sinh năm 2000, tức là vừa mới bước sang tuổi 17. U19 Việt Theo cũng không là ngoại lệ. Những tuyển thủ U16 Việt Nam giành ngôi Á quân tại giải vô địch Đông Nam Á hay vào đến tứ kết giải châu Á của năm 2016, nay trở về khoác áo Việt Theo như Hữu Thắng, Nguyễn Xuân Kiên, Lê Xuân Chung, Vũ Quang Độ đã dần trở nên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá trẻ. Thế nhưng, một cái tên chưa từng lên tuyển lại tỏa sáng hơn tất cả những cầu thủ vừa kể trên. Đó là Trần Danh Trung, chân sút 17 tuổi, trung phong cắm trong đội hình của huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Sau 3 trận vòng bảng, Danh Trung ghi 6 bàn, đạt hiệu suất 2 bàn một trận. Đó là cú hat-trick vào lưới U19 Long An, 2 bàn thắng vào lưới U19 Thừa Thiên Huế và một lần lập công trong trận gặp U19 Bình Định. Tiền đạo sinh năm 2000 sở hữu chiều cao 1m75, nổi bật ở khả năng đánh hơi vị trí nhạy cảm, di chuyển không bóng khôn ngoan để phá bẫy việt vị trước khi tung đòn kết liễu thủ thành đối phương. Xem lại những tình huống làm bàn của Danh Trung, có người đã ví von anh với ông vua việt vị Filippo Inzaghi. Về cái tính cách của cháu thì cháu rất là ngoan ngoãn và tinh thần tập luyện rồi tự giác trong cái sinh hoạt tập luyện học hành, nói chung là các cháu nó là tốt, đấy là cái động lực mà tôi đánh giá là cao. Và trong thi đấu thì nó có ham muốn, nhất vị trí của nó là trung phong, nó rất là ham muốn ghi bàn, đấy cũng là một cái điểm mạnh của cháu. Đương nhiên là cháu nó còn đang còn rất trẻ, nó chưa thể hoàn thiện được, từng bước nó cũng còn nhiều cái sai sót. Sinh ra ở Thừa Thiên Huế, 51 tuổi, Danh Trung nằm trong số 5 cầu thủ năng khiếu xuất sắc của bóng đá cố đô được chọn ra trung tâm đào tạo Viettel. Để rồi chỉ có Danh Trung và Hữu Thắng là tiền vệ vừa được bổ sung cho đội tuyển U20 Việt Nam được giữ lại. Đến nay, đôi bạn thân thiết này đã là trụ cột của U19 Viettel. Bây giờ thì hãy cố gắng tập luyện hơn, đừng nghĩ trước cho tương lai, cố gắng cho bây giờ sẽ tốt cho tương lai thôi. Trước mắt thì em chỉ tập trung vào giải U19 lần này thôi ạ. Còn về sau giải thì em cũng chưa để ý lắm. Sát thủ tại vòng chung kết U19 2017 ngoài đời là một chàng trai nhanh nhẹn và khá hoạt ngôn, kể cả trong lần đầu tiên đứng trước ống kính truyền hình. Vốn dĩ đã sở hữu tính cách tự tin, Danh Trung cũng ý thức được bản thân cần chăm chỉ trau dồi kỹ năng chơi bóng. Danh hiệu vô địch U19 quốc gia 2017 hoàn toàn nằm trong tầm tay. Chỉ cần Danh Trung và các đồng đội U19 Viettel tập trung cao độ, thể hiện đúng năng lực của mình tại những trận đấu còn lại ở chảo lửa Quy Nhơn, Bình Định.